Người phụ nữ xấu xí này vốn dĩ đã chết rồi, nhưng mà cô ta không cam tâm. Thế là cô ta phát động ma thuật tà ác, hút sạch máu tươi của 12 cô gái để bản thân được biến về dáng vẻ xinh đẹp như trước kia. Nhưng mà ma thuật duy trì nhan sắc không được bền bỉ cho lắm. Chỉ cần đập vỡ gương ma thuật dùng để thi triển ma thuật thì khuôn mặt sẽ bị hủy hoại. Chuyện cổ tích hắc ám này phải bắt đầu kể từ 500 năm trước. Lúc đó, cô gái vẫn chưa chết. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất đất nước này. Quốc vương lấy cô làm hoàng hậu. Không ngờ vào hôm tổ chức tiệc hôn lễ thì gió to nổi lên, đưa theo dịch bệnh tới. Quốc vương nhanh chóng mắc bệnh qua đời. Nữ vương cho xây một tòa tháp cao, tự nhốt mình ở trên đó. Nhưng đáng tiếc, cô ấy không hiểu về khoa học, không biết rằng dịch bệnh truyền nhiễm qua không khí. Cuối cùng cô ấy cũng bị mắc bệnh. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay trở nên khô héo. 500 năm sau, linh hồn của vương hậu vẫn không chịu an nghỉ. Cô ấy đã cầu xin được ma thuật tà ác từ gương ma thuật. Chỉ cần lấy đủ máu tươi của 12 cô gái thì có thể hồi sinh. Cô ấy tìm cho mình vài nô bộc, bắt đầu tìm những cô gái ở gần tòa tháp. Hôm đó, cô gái mũ đỏ vào rừng hái nấm, kết quả bị nô bộc của nữ vương nhắm tới và bị hãm hại. Trước cô gái mũ đỏ đã có 8 cô gái liên tục mất tích rồi. Chuyện này khiến cho cư dân gần đó vô cùng hoảng loạn. Có người nói rằng là sói đã bắt các cô gái đi. Còn có người nói thủ phạm là cây cổ thụ biết cử động. Tóm lại, không có ai dám ra mặt tìm hung thủ. Trưởng quan ở trong thành không tin mấy chuyện yêu ma quỷ quái. Ông tin chắc rằng đây chỉ là thuật che mắt của mấy thuật sĩ giang hồ. Muốn phá bỏ thuật che mắt thì phải lấy độc trị độc, để thuật sĩ giang hồ đi phá án. Mà thuật sĩ giang hồ nổi tiếng nhất trong nước chính là anh em nhà Grimm. Người anh đeo kính thích viết sách chính là người sau này đã viết ra cuốn Cổ tích Grimm. Người em tóc xoăn bản tính phong lưu, phụ trách tìm kiếm tư liệu cho câu chuyện. Hai anh em họ quanh năm đi khắp cả nước buôn thần bán thánh để lừa đảo. Chỉ cần nơi nào có ma thì chắc chắn sẽ không thiếu được bóng dáng của họ. Hai anh em họ làm việc khá chuyên nghiệp, lần này cũng ra tay thu phục ma quỷ trước mặt người thuê. Đợi khi người thuê rời đi thì họ liền chia tiền cho những người diễn kịch. Nhờ vào mánh khóe này, bọn họ đã kiếm được rất nhiều tiền không trong sạch. Làm chuyện xấu sẽ bị quả báo, chỉ là chưa tới lúc thôi. Bởi vì danh tiếng lan truyền rộng khắp nên người của trưởng quan phái đi nhanh chóng tìm được hai anh em họ, sau đó đưa họ về phục mệnh. Trưởng quan bảo họ đi tới ngọn tháp cao trừ yêu, nếu không tuân theo sẽ thả bọn họ vào nồi lẩu. Hai anh em họ không muốn trở thành đồ nhúng lẩu, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận nhiệm vụ. Trước khi xuất phát còn cần tìm một người chỉ dẫn. Thôn dân sợ yêu quái, không có ai dám dẫn đường cho bọn họ. Chỉ có một cô gái anh dũng, bởi vì cha và em gái đều bị yêu quái bắt đi, cho nên mới dám đánh cược tính mạng, xung phong làm người chỉ dẫn cho bọn họ. Cô dắt hai anh em họ tới ngọn tháp thăm dò. Ngựa bị cọc ở bên ngoài khu rừng, mấy người họ đi bộ vào trong rừng. Rất nhanh, họ đã đi đến gần ngọn tháp. Ngọn tháp bị bỏ phế đã lâu, trừ đám quạ đen ra thì không hề phát hiện bóng dáng của yêu quái. Lúc bọn họ đi thăm dò thì bên ngoài khu rừng xuất hiện một người bịt mặt, đút cho ngựa ăn nhận độc. Hai anh em họ thấy trời đã gần tối, quyết định về thôn nghỉ ngơi trước đã. Nhưng mà hình như đường về thôn đã có gì đó thay đổi. Cô gái nhặt con ếch ở dưới đất lên, dựa theo sự chỉ dẫn của nó tìm được lối ra chính xác. Đám người quay về thôn, đến tối ngựa trúng độc bắt đầu hò hét. Bé gái trong thôn đi tới kiểm tra, không ngờ con ngựa đột nhiên nôn ra nhện rồi nuốt chửng bé gái vào bụng. Tiếp theo nó liền trốn khỏi thôn, chạy về phía rừng rậm. Hai anh em Grimm và cô gái theo sát ở phía sau. Không ngờ sau khi vào rừng, cây cổ thụ đột nhiên bắt đầu cử động, chặn lối đi của hai anh em họ lại. Cô gái cũng bị bụi cây trói lại, còn có cả một con sói dữ tìm tới. Sói dữ đi lại gần và ngửi mùi của cô gái, không ngờ nó lại quay người rời đi. Hai anh em họ bị yêu quái trong rừng dọa cho khiếp vía. Bình thường họ chỉ toàn bắt yêu quái giả mạo, vốn dĩ định chạy trốn, nhưng mà trưởng quan đã phái người theo dõi họ từ lâu, không bắt được yêu quái thì sẽ đem họ đi làm bánh. Hai anh em họ hết cách, đành phải một lần nữa quay lại tòa tháp trừ yêu. Không ngờ rằng yêu quái lại chạy vào trong thôn. Cô gái đi ra giếng múc nước, không ngờ lại vớt ra được một con quạ. Con quạ phun ra phân màu đen phủ kín mặt cô gái. Tiếp đó lại có một con yêu quái bùn lầy trèo ra từ trong giếng. Cô gái anh dũng chặt đứt con yêu quái, nhưng nó lại giơ đôi tay dài ra tóm lấy cô gái. Ngon thật. Yêu quái bùn lầy ăn xong thịt cô gái thì liền nhảy về cái giếng. Bên này hai anh em họ vẫn còn đang thăm dò kẻ địch. Em trai tóc xoăn ở bên ngoài canh chừng. Không ngờ rằng cô gái vừa bị yêu quái bùn lầy bắt đi, bây giờ lại xuất hiện trong đầm nước gần tòa tháp. Tiếp đó con sói mà cô gái gặp ban đầu cũng tiến lại gần, chỉ thấy nó làm vài động tác gì đó, sau đó liền biến thành hình dạng con người. Người đầu độc ngựa trước kia cũng chính là hắn. Thực ra hắn chính là nô bộc của vương hậu. Anh trai đeo kính đi vào tòa tháp kiểm tra, chỉ thấy có một người xấu xí đang nằm ngủ trên giường. Người này chính là vương hậu. Sau khi người sói đưa cô gái đi thì liền đâm vào ngón tay cô ấy lấy máu tươi đút cho vương hậu. Đây đã là máu tươi của cô gái thứ 11 rồi. Sau khi hút máu tươi, sức sống của vương hậu đã khôi phục rất nhiều. Cô ấy biến ra dáng vẻ hấp hồn ở trong gương ma thuật, muốn quyến rũ anh trai đeo kính để biến anh ấy thành nô bộc mới. Cũng may em trai tóc xoăn ở bên dưới cầm đá ném vỡ gương ma thuật. Lúc này anh trai mới tỉnh táo lại.
Hai anh em họ đưa theo cô gái đang hôn mê nhanh chóng chạy về thôn. Lúc này trưởng quan đích thân đi tới, ông ta tuyên bố hai anh em Grimm là kẻ lừa đảo trước mặt toàn bộ người dân, còn muốn xử tử họ nữa. Thấy hai anh em họ sắp biến thành thịt nướng, cuốn cổ tích Grimm của anh trai đeo kính cũng sắp bị tiêu hủy, thì cô gái anh dũng đột nhiên chui ra từ bóng tối, cứu lấy hai người họ. Vì để phá hủy lời đồn về yêu quái, trưởng quan cho phóng hỏa thiêu rụi khu rừng. Vương hậu thấy mấy người đó đang phóng hỏa thì liền phun ra yêu khí dập tắt đám cháy. Cô gái anh dũng và hai anh em Grimm trốn vào trong rừng, không ngờ giữa đường lại gặp phải người sói. Người sói tháo bỏ mặt nạ, không ngờ đây lại là người cha đã mất tích của cô gái. Nhưng mà người cha đã bị vương hậu mê hoặc, thần trí không tỉnh táo. Ông ấy đặt cô gái vào quan tài đá để cô ấy biến thành tế phẩm thứ 12. Trưởng quan cũng đích thân đi vào khu rừng muốn điều tra mọi chuyện cho ra lẽ. Kết quả bị em trai tóc xoăn nắm bắt cơ hội, tiễn ông ta xuống hoàng tuyền. Vương hậu hút máu của người thứ 12, trong tích tắc cô ấy đã khôi phục dung mạo tuyệt trần. Hai anh em họ định đi qua ngăn cản, kết quả lại bị vương hậu khống chế, khiến họ tàn sát lẫn nhau. Em trai tóc xoăn không may bị đâm trúng. Vương hậu đưa người em trai qua đó, lấy kim ma thuật từ trên người sói rồi đâm vào người anh ấy. Anh trai đeo kính thấy em trai bị đâm trúng, nhớ lại cảnh trước kia mình được cứu, thế là anh ấy nhấc chiếc rìu lên đập nát gương ma thuật ở trên tường. Không ngờ rằng vương hậu cũng bị vỡ vụn theo chiếc gương. Lúc này cha của cô gái đã tỉnh táo lại, vì báo thù cho con gái, ông cầm mảnh gương ở trên tường nhảy ra khỏi tòa tháp. Tiếng gương vỡ phát ra, vương hậu lập tức bị vỡ tan tành. Vương hậu bị chết, tòa tháp cũng sụp đổ theo. Anh trai đeo kính thoát ra khỏi tòa tháp, cô gái anh dũng vẫn còn nằm trong quan tài đá. Muốn phá bỏ lời nguyền thì cần có được nụ hôn của tình yêu đích thực. Anh trai đeo kính hôn lên môi cô gái, quả nhiên đã làm cô ấy thức tỉnh. Sau đó hai anh em họ và cô gái cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. Đợi đã, hình như có gì đó không đúng. Được rồi, câu chuyện hôm nay tới đây là hết. Nếu thích thì nhớ ấn like và theo dõi nhé. Hẹn gặp vào video sau.